Mẹ ơi, mẹ tắt rồi. Con xấu hổ mà con đi về liền mà. Dựa vào đâu chứ? Ai mà chẳng là trẻ con rồi sau đó mới lớn lên. Ba ơi ba, ba coi kìa, mẹ giành đùi gà của con đó. Mẹ không có nhường con gì hết trơn á. Ai cho con lấy đồ ăn của vợ ba? Cảm ơn anh. Sao con đổ đồ ăn đi vậy? Con có biết là làm như vậy là lãng phí đồ ăn không? Có gì đâu mà lãng phí chứ. Con không ăn cái này thì mày mua cho con cái khác. Có gì đâu mà lãng phí. Thôi được rồi, đi theo mẹ.